Dạ. Chú mèo ha. Chào chú. Dạ. Đi lần lần là biết liền. Chào cả nhà. Thì hôm nay cả nhà ơi, thì có anh Tám với anh Út tới thăm góc làng quê chơi. Thì góc làng quê cũng làm vài món chim soạn tặng mình đãi cho hai anh. Mặc tay chú làm á chú không? Chú Út với chú Tám. Là chú ở bên La Dung, Đồng Tháp. Đây này là đi chung với Sầu Đâu. Sầu Đâu thì mình trụng phải không? Rồi. Cá này là có mình có đi chợ luôn á, cái linh này là cái linh văn lứ. Còn cái này thì ăn nó mềm rất là ngon. Cắt ra phải không? Cái này hồi chắc khô. Cá này hồi mình nướng ra phải không? Nướng, anh nướng. Cá nướng. Khô về cá lóc. Bắp gỏi Sầu Đâu. Bắp gỏi Sầu Đâu. Cà gió dưa leo. Rồi ốc này mình làm gì đây? Rồi thợ nấu nè. Thợ nấu. Thợ nấu. Nãy nói em nói nấu gì đó? Nãy cái thấp chua thái. Bây giờ quyết định là sao? Có chả lẩu ở trong tủ lạnh sẽ có. Rồi, vậy là bắp lẩu. Bắp mình làm như món khô, đồ khô là mình bắp mình chiên bột. Rồi, làm. Nay bà xã làm món mới bắp chiên bột. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Bữa nay chú Út với chú Tám ghé chơi thì chú ghé cũng điện Minh sớm thì cũng đột xuất nữa. Nhắc đó chắc 12 giờ ha chú. Chú rồi hai anh đi làm mấy tiếng đồng hồ mới tới đây. Bây giờ đợi lấy mấy rồi cà lấy khô sao mà mình dạ mình đi đặt lợp ở ngoài ruộng á rồi chú điện tính ra từ bên đó chạy qua 2 tiếng mấy vậy con nghĩ chắc cũng từ 150 không ha, ha. Không dạ. Dạ không tới 100. Chứ từ Long Xuyên lên tới đây là cũng gần 60 rồi đó. Dạ. Dạ. Bữa nay mình cũng sáng giờ thì kéo điện với kéo nước ra cũng tới chạy tới chòi mình này nước sạch nước máy luôn. Cái này trao cái này chắc làm đi sàn nước đúng không trời? Không con ơi, mệt lắm rồi. Đất của cha còn con khúc phục. Đây mình tối thì mình có đèn rồi. Đèn sớm anh Mẹo mới gắp luôn. Mới toan luôn. Giờ mình trộn bột trước đi, mình để đây cho bột nó nở. Còn cá linh là kho quá. Sẵn bằng miếng tỏi gì mà. Này chú Sang đảm nhiệm cái khâu trộn Sầu Đâu, lát Sầu Đâu. Ăn vô mình có sầu không chú? Sầu Đâu chứ không có sầu đây. Em thấy không? Mùa mưa rồi Sầu Đâu cái nó non nhớt thì em thấy không? Ừ. Chút nữa không biết nó có đắng hay không nha. Cũng vẫn đắng nhưng mà ít. Không sầu đâu mình phải trụng gì đó. Làm sao cho nó đựng đắng coi em làm coi. Được phải không? Trụng nó thơm không anh? Nó thơm cái mùi thơ của sầu đâu. Rồi cái là nấu gì. Rồi bây giờ cái này hết xuống đây giờ mình rang anh kẹt nước mấy chai cà tím. Rang bắp. Cà tím mùa mưa nhìn trái nào trái đó nhìn ngon được. Cà ngon cái nhìn thấy ham không? Mướt được chứ. Đây quà của chú Út với chú Tám gửi về gốc làng quê. Thanh Long. Thanh Long thì chú đem cái cây quá nhiều. Của ổng luôn á, mẹ bẻ ổng dạ. Dạ. Chú cũng nói là cái vườn của ổng luôn. Dạ. Vườn nhà đó. Cây nhà lá vườn luôn ha chú Tám. Dạ. Núm rơm rồi dạ. Cái này là cam gì ha? Cam son. Dạ, cam son. Là cam này mình để uống nước đá hay là ấy, không, dạ? Đặc biệt ăn nha. À, để ăn ha. Còn cam uống nước đá là cam sành ha dạ. Cam sành. Con này cam son nó ngọt. Cha cha mở cái bọc ra giùm con cái nha. Đây. Cái đó hồn lấy. Dạ, nhiều cái này nó của ổng luôn á. Dạ. Ồ, đẹp quá. Con này là núm rơm nè con. Trái nào trái nấy nhìn nó tròn nó không? Này núm rơm. Lục xả ngon lắm đó. Vậy là mình có thêm món nữa hả? Nấm rơm, lục xả, chấm ớt hả? Chấm ớt. Cái
Wow, thế này thanh long này, thanh long cục đỏ là thanh long đỏ, mình đỏ, dạ cục đỏ không lấy dao mà cắt được em nãy em cuộn mà ăn ngỏi cả được. Bữa nay là chú cắt cái đó gì mấy trái cam hay gì chú nào? Năm nay nhiêu tuổi rồi? 50 anh, em 50. Vậy là nhỏ hơn tôi. Nhỏ anh. Em dùng gành dùng ăn gian này hết luôn. Thọc dạ. Đồng hồ luôn. Thuộc lòng. Dạ. Là chú đi mua trái cây hay là sao? Tại vì tôi là chú chuyển trái cây đi buôn bán trái cây mà. Dạ. Nhưng mà cái này vườn quán vườn nhà. Bán trái cây gì cũng mua hết phải không? Không. Em đi buôn bán mua đi ba. Hà Tiên Phú Quốc em bán mấy rồi. Tiên mình à. Có nghĩa là mình về mình chở trái cây của mình đây ra ngoài ngoài mình bán lại. Vậy nữa Tết lên mua bự tôi coi. Bất nói chưa chân cho bất nói. Bự mình đây ế quá. Cái này đi xe quá, đi xe cái để nó dập dập lên trái này chút mình lấy ra ngoài để nó hư ổn. Cái này lấy gì? Wow, thanh long ruột đỏ cả nhà ơi. Kiếm cái gì để cho nó được. Mèo mèo để giùm em trái này lên. Cái này cắt cắt bên cỏ bên được tại nó mới dập. Cà ba của anh không đó, dính dạ. Giường luôn nè. Ông cắt chạy với anh là nhiều cái lắm đó, ông dạ. Mập thì sao cái chạy mát không à. Giờ dạ, để em thảo sắt dưa leo nó chuẩn bị trộn gỏi nha. Cái đây qua đây em làm em lạc cái em cũng làm lạc chặt được. Đúng không? Tại vì cái cặp biết hàng tại vì ở nhà cũng có một cả là chặt nha. Là chỉ ngồi ngồi chơi quanh đó. Ừ. Chút đỉnh thôi nha chứ giờ mình nấu cái nam đi cho nó dễ câu chút xíu. Chú cho con mượn nha. Không rồi. Cái nồi cái gì đồ đựng. Nay mình làm thợ nướng phải không? Thợ nướng. Vậy là mai mốt phải học em rồi. Thằng thằng con thằng con nhỏ gái 13 tuổi cũng bắt tự nấu ăn được đó. Rồi thằng trai 27 tuổi cũng gan gì. Dạ nguyên luôn cái gì vậy đó. Chứ anh đó thì vợ nấu cho anh ăn không hả? Thôi tại anh làm công chuyện cao rồi em. Làm lạc vặt nó phải sai. Vì chắc chị thương anh dữ lắm. Thương gì thương nó mất đài cũng chết nó biết mà nào cũng trai người ấy thương. Kì này kêu gọi bằng chú anh không chịu anh kêu bằng anh đi cho trẻ. Chú gì chú có nắm mà chú gì công cái thằng nước xanh đó mà nó lột nắm này thì bà xã mình sẽ chút sẽ luộc xả mình chấm ớt giờ mình sắc hành hành ra cho nó nhuyễn rồi mình ớt cá linh. Cá linh thì mình sẽ kho lạc dầm me. Mà cái mẹ từ vui lên cái này ơi sống à. Bữa cái nay mẹ non. Sớm lên cái non quá mẹ non cái này mà chấm bông guốc ăn ha ra hát luôn lên coi chấm bông guốc là lên tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay vậy đó, đem ít trái cây lên dạ. Em ăn với Thảo cho dạ con cảm ơn chú rất là nhiều nha tại cái ngốt đi. Cái nước đó, mình tại vì ở xa quá không có chặt nước dừa được mình cho nước còn nước màu vô rồi mình cho tỏi sống là với ớt. Rồi sôi mình để cá linh vô. Tháng trước còn trái dừa kìa vợ. Để vô miếng không? Chút cái này nước thấy cũng vừa. Mẹo anh mới chặt em vô. Em vô cho chốt viên tám. Cá linh nó hồi sớm giờ á, mình ớt nè, giờ nó thấm rồi. Mình ớt thường lá hành với gốc hành á thì nó thơm nó ngon hơn. Giờ mình cho cá linh vô. Cá linh này chắc hai con rưỡi của anh kìa. Hai con rưỡi cá lứ đó. Ừ. Cá này cá văn lứ này là lưới đó. Rất là mềm luôn. Đều go đó không? Còn giờ còn dính cái lùa nhiều quá chú Bình. Dạ. Dạ đâu? Cho nên mình chén lấy cái nước này. Mình thấy ít quá, bây giờ mình cho miếng nước dừa vào. Rồi nè. Cho nó ngọt nước nó ngon. Cho nước dừa vào. Để nước mình pha nhiều đi đặng rồi mình nó sắc xuống là dừa rồi với mình chấm nữa. Cá linh khỏi lại. Giờ cá sôi rồi mình hớt bọt luôn cho sạch mình để me ra tại vì me này mình hồi sáng mà chợ me này mới non 50-60 à ở dưới mua 30 loại 20 ngàn ký ông nội ta mình để vừa thôi để hết nó rồi mấy trái bự nè để mấy trái bự còn mà nghỉ bắt luôn đầy gọng hết rồi bên ngoài ảo của bạn mới nó bảo chưa chạy qua đi kiếm chuột nào kia chạy qua tôi không ơi kiếm chuột à. Cái đánh chuột đâu có ăn có lấy dầu
giờ để cha với anh Mẹo kéo cái sườn của mình vô trong cái mương để mình hái bông điên điển đó. Cái này nó nở nhìn thấy tươi quá. Chạy ra rồi cha lên luôn, con đẩy ra cho lên đi, con đẩy mất cái lợi không á. Chừng ba te cho mồi thì nhóc ra đừng mất hết nữa. Mồi đủ mồi hả? Chà móc cái xuồng ngang cho hai người hái luôn. Ồ trái bữa nay trái dữ rồi. Trái chùm chùm hết trơn à. Em Thảo làm cho món ốc thái. Ốc hấp thái hả? Dạ. Mình để nước đi. Để nước vô cái xèo rồi. Còn đúng hết rồi. Bác hai nãy giờ lột mấy trái cà cả nha. Lột cà sao mặt buồn buồn quá em ạ. Cười lưng á bác hai. Tao lột cà, tao ca lên bán ai. Lột cà mà cứ lột cà tao thì vui được hả? Ai lấy cá rồi nha. Này cắt làm đôi luôn á bác hai. Để chung nữa cho vợ mình cắt đi. Dạ. Cái món này mình đè mình hấp mà sao nước nhiều dữ ha anh hả? Cái này mình nước mình đem gia vị luôn anh. Nóng nóng cái mình hấp nước rồi. À. Bữa nay mình làm rượu đế cả nhà. Mấy món này làm đế nó gịch. Không có màu cho nó sụ. Nó kẹo lại. Thua, bắt công nước, chuyện nước sôi mình đậy ốc vô. Này là món ốc này dành thấy đặc biệt dưới ta. Ốc này có làm quê chưa có làm đó nha anh kìa. Này là ở mới đó. Nếu thấy được thì tiễn thả nấu này luôn đi chú Minh ơi. Thấy là nó ngon kỳ cục rồi đó. Hại ra đó. Đừng cho chín quá ha. Chín quá nó teo rồi hết ngon. Teo. Vậy là dừa đó ha kìa. Vì nhắc xuống là dừa. Vì lễ nó lên không? Sợ nó không lên đích. Sợ không lên đích. Cho sôi lên đi sao bừng lên cái rồi nhắc xuống. Giờ 3 phút nữa. Bên này núm mình luộc cả nhà ơi. Núm luộc xả. Núm luộc xả. Nắm. Nắm. Em Thảo nào mà cho xả lên. Liên lại cầu hết cho anh thầy xe xong hẳn qua là tối rồi em đi ngang đó nè, tại em chiều nay em về đi hạch. Thì mình cho bắp vào. Xã mình chuẩn bị trộn bột với bắp mình chiên. Này hai cô thợ nấu này. Cái này chắc là mình cho. Món mới mới không? Món mới mới không? Mình thêm nước. Một cô thì bắp chiên bột, một cô thì ốc nấu lẩu hả? Lẩu thái. Hấp thái. Hấp thái. Nói cũng không dành. Sao dầu nó nhảy dữ rồi cho anh kìa. Hay chảo nước. Chảo nước chảy nó rửa nó chảy kia nó khô đó.
giống như cá linh. Món này uống bia mới ngon á anh Kiệt ơi. Uống bia mà cái tông mình tông rượu không quên. Nhiều được rồi. À, nấu này phối hợp với gốc thằng quê là ăn ý luôn rồi đó. Giờ mình gặp rỗi dĩa khô nè, để khô lên đi. Quá giờ này gió mát quá, thèm quá cho ăn dụng không kêu rồi đi. Giờ đó mình đưa này lại đi, chặt khô lên trên đi xà lan này, lên nó nhảy lên kìa, nhảy rồi. Tại xà lan nó chở cho lớn, vợ ông cao tóc thì nó không có vô xà lớn, nó chở ông ra ngục. Món này cái gì lâu lâu rồi, chấm muối ớt rồi hết sách á. Wow, đó vậy là chín chưa chơi? Chưa đợi chút bánh nó vàng vàng đó cho nó giòn, ngon. À. Này món đậm lạ. Giờ nấm cũng chín rồi, đó mình cho ra dĩa. Đây. Bưng nồi ốc lên đây cho nóng lại cho anh chị. Ốc chín rồi, cho lên dĩa đi cô ơi. Cái này chín lâu anh ơi, tại mình hâm lại. Bán cho tôi một dĩa rồi. Rồi mình bắt lên bếp lại cho nó nóng lại á. Một dĩa gì là nhiêu đây? Không chắc ớt để lên dĩa này cơ hả? Dĩa này bán hơi đặc biệt à. Đặc biệt không? Nhiều bán gì tặng. Nhiều bán gì tặng. Rồi rồi, cảm ơn nhiều. Mình nấu chín rồi mà chờ làm mấy món kia á, mình sợ nguội cho nên mình phải hâm hâm lại. Hâm lại nóng à. 7 năm đó tôi trồng rẫy. Trời này cái lá gầu thơm lên nữa. Ờ xin lỗi cả nhà, lau quế hả? Đặng con cắt chậm vô mình lấy ốc. Thì bữa nay mình lấy ốc bằng gai chanh chứ không có lấy bằng tăm hay mùa lạnh thì lấy che gió, bây giờ mình chơi bằng gai. Ồ nó bén dữ chú Sang. Cái này lấy mới im nè. Nhọn, cái này nhọn quá. Tính ra trồng cái cây này cũng tiện ha chú. Ừ. Ồ nó đập tay chú á. Cứng chưa? Quá kiệu luôn rồi. Múc nhẹ để gãy. Mình cái này cũng hâm lại cho nóng đó cả nhà. Cá linh kho lạc dầm me. Hương châu nữa. Thôi gì? Anh nói luôn đi. Chưa nghĩ ra. Chẹt đang chè cam với thanh long. Mình để cái dĩa, chút mình ăn tráng miệng. Hai nấm rau vô trong chấm cá kho, cá linh kho lạ và me. Đó là gì mà
Tôi muốn là ngon đó. Muốn hái đâu vậy mà non quá hả? Hái của năm. Mình cũng bài ra xong đó nè. Thì chú Sang không biết sao chứ cái món rau muống hình như là đi vào lòng người luôn. Lúc nào ăn cái món yêu cầu có. Mới mốt à. Bây giờ đừng ăn cộng rau muống nữa, nó nhỏ xíu con à, ăn cây chuối á. Cho bự lên á. Mặt bự lên. Chọc chú Sang hoài. Thì miễn có món nào mà cá kho là chú Sang phải hái rau muống. Hồi nãy giờ mình chờ thợ nấu đó nha. Thợ nấu nào đi ra. Rồi hai cháu kia đâu? Vậy là cái nọc hôm qua tới bữa nay còn mệt hả? Nọc ra dụng chút khỏe vậy, làm xương xương với anh Tám với chú Út. Thì còn anh Thanh với bác Hai chút xíu nữa ghé. Giờ mình dùng trước cả nhà ơi. Để hai chú chiều về, dự định là tối nay ngủ lại. Nhưng mà do công chuyện đột xuất rồi, cho nên chiều phải về. Nên là mình tranh thủ mình làm sớm sớm. Rồi gót cho thợ nấu. Dạ. Mình nói tên luôn đi, tên cháu tên gì cũng nói rồi luôn, để dưới người ta nói Út không rồi mẹ dấu. Ủa hai chú tranh dạ. Thôi. Út quét. Út quét. Út quét. Ngon lùng. Ngon lùng đi, cái đặc biệt ngon lùng đi. À cháu rồi ngon lùng. Em tên kệ. Chú ơi chú. Chú Út mát đó. Tên Út mà tại ta kêu ông mát. Rồi. Tám lùng. Tám lùng. Tám lùng. Tám lùng ở dưới nó kêu lùng nữa mà. Dấu dấu rồi, mở nhưng mà nó giờ mặt là biết rồi. Rồi cha mà bây giờ đó thì mời hai em nâng ly rượu lên. Bữa nay chung vui với tóc đồng quê. Dạ em mà đó giờ em là tay vui em biết mời nha. Dạ. Em đó giờ không có hấu với rượu nha. Dạ. Dạ em tóc đồng quê đây mà. Em mời em lỡ có nói những cái điều sơ sức rồi bà con cô bác cũng thông cảm dần nha. Chưa quen. Không có gì đâu. Rồi. Đó mình bà con mời chú vô chứ mà. Một, hai, ba, vô. Đúng không? Vô, dạ. Vô phải vô nha. Đó, anh vô chứ. Có con chào thì em vô chứ chết à. Em vô cái em nói lặng canh uống nữa. Uống hết hết nha luôn đi. Hả luôn đi. Nước bạch. Cái đầu hết đi. Cạn luôn phải không? Cạn cạn. Rồi nặng canh vô. Ăn không ngán. Để đi dạ dạ em không biết uống anh không biết rồi mà cái này để cái này không muốn lấy gì đừng hai em vô quá đúng rồi sợ có lóc ngon lắm muốn quá đi để cái tô tại cái nó thiệt anh luôn á em vô quá à chấm với mắm mè dạ chấm dữ luôn á anh thẻ nó thiệt với em luôn á ngon á rồi em út rồi đậu nó đắng đắng vô đi con. Con trai của mình á đặng ăn ăn gì con ăn gì thanh long ai ăn thanh long không miếng mời tôi phải nấu một lạng bánh đi để cho có tủ người ta đi không chị đánh lái chầu đâu mà bên nhiên cái ca bản là dùng ăn nha ông này nghe lên dùng ai gian này là gì nói chầu đâu ý em không có đâu ý em không có ít cái bán lá bán không có ít mua lắm tại vì dùng ít nấu ăn giờ anh Thanh cũng đến cả nhà ơi. Do thì mấy ngày lễ về thì chắc cũng ghé bến này bến kia hả anh Thanh? Hello chào cả nhà. Chào anh, bắt tay cái. Khỏe anh. Khỏe. Dạ. Ra su, ra su, ra su. Vô. Dạ, chào. Dạ chào. Dạ. Mẹ. Mời cả nhà. Rồi đây sao anh? Dạ đây con chèo của con. Dạ hả? Rồi, thứ ba này thứ mời hết luôn mấy cô yeah. Ơi rồi vô rồi, mời hai cái nhà chị thôi đâu rồi dạ. Một hai ba vô quay mặt mình đăng nè đẹp thấy ghê luôn đâu con ngầm rắn luôn mà thằng cục chèo anh nó khè dữ vậy không anh này có hủ là đinh lăng không anh đinh lăng vô đây dữ vậy không quen luôn đăng nhà chồng á rồi đó đi vô rồi đưa vô vậy rồi ngầm rồi rồi anh đăng lấy bỏ mà
thứ mà hội chợ đó. Hội chợ nó chơi. Để vô lắm đẻ mà. Mà nó ăn một cái cỏ bứt nắm lắm chút hết cho mày. Dạ. Đúng dấu ly nè, hay giỏi. Trong là trong đây đó là ở đây nè, dưới đây là uống ít nhất mà đều khách về không lẽ uống nửa chừng Thanh nó biết. Ở đây nó chết trước, uống vô là quẹo, uống vô quẹo nhưng mà vẫn tiếp. Rồi tới đâu không lẽ bây giờ em lên em giao lưu với góc làng quê không lẽ? Anh bỏ anh đi nghỉ hả? Dạ đúng rồi. Nói là phải vậy. Em định anh ăn mà anh lớn mẫu này em biết. Tại em thấy mới nhậu vô quẹo một chút mình nó cắt hà. Anh tự tưởng đâu mấy anh nghĩ mấy anh nhậu yếu mấy anh nghĩ mà ai giờ đâu mấy anh nhậu quá mạnh luôn mà tôi đâu biết đâu mà nóng quá nhậu chứ không. Nói chứ trong tem thì chỉ có bác hai thôi chú, bác hai là hình như là chắc bia thì ba lon, vui lắm là bốn à, rượu này hai ly còn rượu ba ly đấy hả? Dạ rượu ly hả? Nãy giờ mấy gì mấy cụng 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 ổng cứ ngồi nãy giờ biết đây ly thứ ba đó hơi bị lố rồi đó. Nãy giờ thôi nãy giờ là nó là dạng như bây giờ rượu thì hai ly, bia thì được bốn lon, giờ dạ, dạ. Nghỉ rượu giờ tôi uống bia bốn lon bia nó nghỉ rồi con xin phép mời chú Út. Dạ bốn lon bia nó nghỉ, giờ ba đi rượu rồi nghỉ cháu đi đại em kêu mà ăn mấy. Ôi trời ơi, dùng miếng khô cá lóc trời ơi. Chứ tôi cũng muốn trẻ mấy ông cho tôi trẻ đâu. Từ từ đi, từ từ nó cũng nhận. Anh Thanh thì anh thấy anh rất là thích cá. Nhớ được đó mấy anh em về rồi xuống dưới ao văng mấy con lưới mấy con cá sặc á anh Thanh. Chừng là học khổ vậy. Nấu ăn chua. Đồng quê không? Đồng quê hồi sớm á. Bà xã mình vô lấy thêm cây em. Kêu Minh á, điện ơi. Cái mền đó mình che bên kia không? Không, nói chung nhậu cũng ít ăn mồi lắm. Thì bên đó là sau này mình sẽ mua ghềm che. Mình kéo lên kéo xuống. Mà với chú Út gốc là ở Đồng Dung lên đây với cháu Thanh, với cháu Đạt để đến với gốc đồng quê. Rồi trước hết xin thay mặt gốc đồng quê chúc cho chúc chú Tám với hai cháu dồi dào sức khỏe và tặng hai công cổ là tiếng đàn trong buổi tối. Cảm ơn hai luôn nha. Ơi ai đã đưa công nương lên dây phản hồi cung nội, chỉ có một mình ta ở lại chốn hang. Chốn tay. Em biết tiền hai anh mà. Độc ác mà chi hỡi thằng bạn giang hồ. Tuy thông mơ sao ngươi đỡ quên rồi, bội phản quên nghĩa dông thề, khi kết nghĩa đồng tâm. Uổng công có chặt cầu trần, nói chung đối chung còn nhẫn tâm lấp đá chặn đường. Để ta chết mỏi mòn dưới đáy hang sâu, để công thức anh hầu mặc tình kẻ gian tội hơn. Chưa. Sống giữa rừng sâu núi thâm thì giờ đây đâu hứng chịu tai nạn. Sống ung dung nơi cỏ nổi qua ngàn, ngày ngày nghe tiếng chim kêu dưỡng ngưu, đêm vui cùng nhặt gió đèn trăng. Quên khúc. Anh hai quên rồi. Có thể anh hai á, em mà không có nói thiệt anh á, lắp đá lại làm sao em cưới được công chúa. Tại vì em phải lắp đá lại em mới anh hai mặt ăn chưa đều mà ca hay quá. Mới sao nó không hay nhậu anh hai với em. Dạ con. Mặt ăn chưa đều mà ca không hay. Quá chú hai ơi. Chắc có lẽ nãy giờ bác hai làm mấy ly rồi bác hai. Quên gì nè. Rồi bây giờ mặn bún ly bởi quên quên quên. Quên mà hả? Quên lắm. Mình ca không quá là nó có đợi nó rước nó dạo quá. Có đợi nó dạo quá. Mình ca
kia nó quen rồi xong ca lại cái đấy, mình ở dưới La Dung Đồng Tháp à, hồi đó giờ mình lên đây mình nghe là gì đi lá gỏi lá sào đông mà mình mới thưởng thức rất là ngon ở gốc làng quê, rất là ngon. Em Tám ơi, à, dạ. Em gấp chưa có miếng sầu đâu nọ cho em. Cũng đã nè, nó cũng dính. Gấp thêm mới nữa. À, coi trong đây tao đâu có biết xanh xanh nào. Nó là cua rồi đó. Cua rồi sầu đâu mà ra lá sầu đâu là rất là ngon. Từ hồi đó giờ lên vùng An Giang này là cũng là mấy chục năm rồi. Nhưng mà bữa nay là lần đầu tiên gốc làng quê là đãi món lá sầu đâu rất là ngon. Sớm giờ Tám á, anh khen cái món này hoài luôn à. Anh nói lần đầu anh ăn luôn á, nói đắng nhưng mà anh nói cái vị đắng này là nó ăn nó vô rồi, nó không phải gọi là đắng, dạ. Phải không anh? Dạ, đúng rồi. Rất là ngon. Cái đó nói sự thật luôn á, sống vùng An Giang này rất là lâu tiên không á, nhưng mà nghe thôi mới ăn bữa nay là lần đầu tiên, cái đó là sự thật. Em đấy, rất là ngon. Giờ chắc mình cũng xin phép cô chú quý anh chị và tất cả các bạn kết thúc video đây. Mình còn kết thúc video thôi nha chú Út với anh Thanh, chứ chưa có kết thúc cái này. Vậy mình chào cả nhà luôn chơi.